che bụng, tôn eo, đẩy hông, đẩy ngực. Bắp tay to thì không sợ gì nữa rồi. Mềm mại, nữ tính, sang trọng và che khuyết điểm tốt. Rất là xinh. Mình sẽ chia sẻ 5 cái ưu điểm khi mà chị em mặc cái váy này để tự tin được khi đến môi trường công sở, đi tiệc tùng hay đi chơi với bạn bè nhé. Một, cái ưu điểm thứ nhất đó là màu đen. Màu đen thì đã làm cho mình cảm giác là rất là ẩn form này, che khuyết điểm tốt này, tôn form dáng tốt. Hai nữa là cái điểm mạnh của nó đó là cái chất liệu. Cái chất liệu này là tương đối dày dặn nhưng co giãn, mềm mại. Thì chất liệu dày dặn này thường dành cho những chị em có cái số đo tương đối đầy đặn mà mình có một chút bị làn vết thì cái này nó sẽ che khuyết điểm, nó ghen rất là tốt nhá. Chất liệu dày dặn lại dành cho những chị em mà lại gầy quá nữa. Gầy quá thì thường thường là gì, nó sẽ hay bị lộ những cái phần xương hay là ức gì đó, thì chất liệu dày dặn cũng giúp cho mình che khuyết điểm, điều đấy rất là tốt. Ba nữa là chất liệu dày dặn cũng giúp cho mình che khuyết điểm phần bên dưới rất là tốt. Đấy thứ hai. Thứ ba đó là cái phần cổ, cái màu trắng của mình đã rất là hút ánh nhìn, lại kẹp xung quanh cái cổ, mình kẹp xung quanh là ren cho nên là nhìn cái cổ rất là nữ tính, mềm mại. Thứ tư đó là cái tay, mọi người nhìn cái tay mình thiết kế này rất là đặc biệt nhá, bổ nhiều mảnh, tạo form phồng rất tốt. Thì cái tay này sẽ giúp cho chị em che khuyết điểm, đó là những người có bắp tay to này, những người có bắp tay nhỏ không còn nhìn thấy bắp tay to nhỏ của mình nữa này. Đấy, thứ năm là dáng váy xòe mini, xòe A nhẹ nhàng. Những cái điểm nhấn của mình ở trên cái váy này đó là những cái ly tạo độ phồng để đẩy hông rất là tốt. Điểm thắt eo rất là lớn này, đẩy hông này, thắt eo này. Đấy, dáng váy xòe mini có thể giúp cho mình che cái đầu gối chân vòng kiềng, cái đầu gối củ lạc. Đấy, hay là bắp chân to. Đấy là cái cách mà cái váy này nó tạo cho mình những cái ưu điểm đặc biệt như vậy. Có 5 ưu điểm để giúp cho chị em mình có thể tự tin nhá. Cho nên cái váy này rất là tuyệt vời này. Cái tay cực kỳ đặc biệt nhá mọi người nhá. Để thiết kế cái tay này lên không hề đơn giản. Mình thiết kế một cái tay bình thường mà mình còn phải bổ rất là nhiều mảnh và tạo cái khung múi phồng này như là múi khế luôn này. Mà để lên được đúng cái độ phồng như này thì kỹ thuật may nó cũng đòi hỏi rất là cao. Bởi vì khi thiết kế mình cắt lên ở các điểm khớp bấm nó rất là chuẩn xác thì khi đi lên tay mới được cái tay như thế này. Nên là nguyên cái tay thôi nó đã đòi hỏi cái sự tẩn mẩn cầu kỳ rồi. Cái mẫu này mình lên 2 màu nhé, một là màu đỏ mận, hai là màu đen. Màu đỏ thì nó nhìn nó cảm giác là rất là ngọt ngào quyến rũ, còn đối với màu đen này thì rất là sang trọng này. Màu đen này chất liệu trượt hàn nhé, tạo form rất là tốt. Thì đối với những chất liệu này sẽ hơi dày một chút, nhưng mà khi chị em mình mặc ấy, đi tiệc tùng hay đi làm công sở thì bây giờ ấy, chất liệu nó cũng không phải là vấn đề lắm, vì là mình làm trong môi trường điều hòa nên có những cái chất liệu ấy nó hơi dày một chút thì nó tạo form cực kỳ tốt. Cho nên là bây giờ thì chị em mình vẫn sử dụng những chất liệu dày rất là nhiều, nhưng cái này nó không phải quá dày đâu nhé, nó vẫn rất là mềm, nó vẫn rất là đàn hồi, có nghĩa là độ đàn hồi rất là tốt, nên khi mình mặc cử động cực kỳ thoải mái, rất là thoải mái luôn. Nên chị em mình không e ngại với cái chất liệu này, rất là mềm, bởi vì dáng của mình là dáng xòe cho nên cái toàn bộ cái phần khung thân bên dưới nó đã rất là thoáng rồi, rất là dễ chịu. Cái tay này cũng không bó, và tay này nó là cái tay mà tạo độ phồng rồi, thoáng mát rồi. Đằng sau của mình cái phần thiết kế cổ nó cũng đã rất là thoáng rồi. Đấy, cho nên là chị em mình mặc cái chất liệu này mình đánh giá là cái chất liệu cực kỳ tốt. Nếu như ai sử dụng dây lưng mà mình cảm thấy không thoải mái thì chị em mình có thể bỏ cái dây lưng này ra, mặc như này cũng rất là tôn form dáng rồi này. Đấy, rất là xinh. Cái màu đen này rất rất đen cho nên là nó rất là sang và nó không hề nhìn thấy bị lộ bụng luôn. Đặc biệt là cái cổ trắng nó đã hút ánh nhìn rồi. Nhá, xong lại màu đen nữa cho nên là không ai nhìn được thấy cái eo của mình béo mỡ hay làm sao cả đâu. Những bạn nào mà có số đo mà bị nhỏ quá, gầy quá thì có thể chọn những chất liệu dày như thế này. Nó hơi dày thôi và nó làm cho mình, cơ thể mình sẽ dày lên. Mà thực sự cả những chị em mình béo nữa, những người mà hay bị lằn mỡ, lằn thịt thì những cái chất dày nó sẽ ghen tốt. Cho nên là mặc ấy, cái chất liệu dày sẽ thường là dành cho những người có cái cơ thể mà hay bị, hơi bị xương đấy.
có nghĩa là cơ thể mình nó cứ bị gồ ghề, nó bị gầy quá, xong nó rơi những cái phần xương ức rồi xương quay xanh, thì cái cổ này cũng che được xương quay xanh bớt này. Hai nữa cái eo nó đối với chất dày nó cũng che được này. Mình nhìn nó sẽ không bị lộ những cái phần thịt thừa hay là những cái phần mà cái xương ức của mình nó đẩy lên. Cho nên là cái màu, cái chất liệu dày là cái chất liệu khá là tốt để che khuyết điểm. Còn mỏng quá thì thường thường là những chị em mà có body thật chuẩn ấy thì mặc những cái chất liệu mà nó bị mỏng. Còn lại là chị em mình bây giờ ấy mà không phải lúc nào mình có thể là number one được, có nghĩa là không phải lúc nào mình cũng ngon lành được đâu, có phải lúc nào cũng tập thể dục và cơ thể lúc nào cũng như mình mong muốn là nó như siêu mẫu đâu. Cho nên là ít nhất là mình cứ chọn form dáng là một, chất liệu là hai, làm sao che khuyết điểm tốt là được, cho tự tin. Mình lên hai mức độ chất liệu để cho mọi người nhìn cái form tay, form dáng váy, ai yêu thích chất liệu nào và màu sắc nào thì liên hệ với mình nhé. Hai cái màu này tất cả những chị em mình có cái vòng eo hay là cái số đo của mình nó đậm đà đều vẫn mặc được, bởi vì nó ẩn dáng rất là tốt. Nên là với số đo nào thì có thể đối với những cái màu sắc sáng thì chị em mình hơi nhỏ con một chút thì mình có thể chọn màu tươi sáng hơn, bởi vì khi màu tươi sáng mà mặc với cái cổ trắng này thì nó sẽ khá là trẻ trung. Còn những cái màu tối như này thì giúp cho mình giấu dáng tốt này, nó không bị lộ này, hai nữa là nó rất là sang trọng và hơi huyền bí nữa. Ví dụ như cái màu đen này mọi người mặc rất là xinh đúng không? Nó lại che dáng rất là tốt này. Đấy. Không bị lộ dáng. Chiều cao khiêm tốn như mình hay là có những bạn này tầm khoảng 1m45 vẫn mặc được cái dáng này. Nhưng nhớ chị em mà ví dụ vì mình chiều cao khiêm tốn thì chịu khó mang theo đôi giày cao gót, hoặc nếu như gót nhọn mình không mặc được, mình có thể mang những cái đôi sang đan, cái đôi búp bê mà nó đệm cả trước cả sau đấy. Đấy, những cái dòng đôi mà nó cái đế của nó dày đấy. Đế dày và đế bằng thì đằng trước nó cũng đệm lên, đằng sau nó hơi dốc ngược lên một chút, thì khi cái đế đấy mình mặc mình cảm thấy an toàn mà đi nó chắc chắn chân. Còn như mình thì mình thích những đôi gót nhọn như này, đương nhiên là gót nhọn nó sẽ nhìn nó sẽ thanh thoát và mình cảm giác cao hơn nhiều. Thế nhưng ít nhất là mình sẽ đẩy được một chút chiều cao lên thì những cái dáng này chị em mình sẽ mặc rất là tốt nhé. Có sẵn hai màu và hai chiếc đều size M nhé, bởi vì bên này mình là hàng thiết kế, mình lên mẫu size M. Nếu chị em nào mà có cái chỉ số với số đo khác nữa thì chị em mình có thể là liên hệ với mình để mình sẽ tư vấn với chiều cao cân nặng của chị em mình thì sẽ cắt chiều dài và chỉ số size như thế nào cho phù hợp với mọi người. Cái này là có sẵn size M thì chị em mình mặc luôn này. Chiều cao của mình 1m52 và 50 cân nhé, cho nên là chị em mình cứ gửi chiều cao cân nặng và những cái ưu nhược điểm của mình trên cơ thể. Với cái váy này thực sự là che được hết khuyết điểm cho nên chị em mình không ngại. Nên là kể cả mà ai có ưu nhược điểm gì thì cái váy này cũng chấp tất đấy.